Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình lọc cổ phiếu đầu phiên và phân tích nhận định thị trường. Và hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2023, thì Thái Lê sẽ đồng hành với các anh chị trong cái phân tích diễn biến thị trường, là mục số 1 và mục số 2 là chúng ta tìm kiếm liệu hôm nay có những cơ hội đầu tư nào trong cái chương trình lọc cổ phiếu này. Rồi, đầu tiên thì Thái Lê sẽ để chế độ chạy lọc cổ phiếu trước khi đi vào việc phân tích nhận định thị trường các chị nha. Ngày hôm qua thì Thái Lê không có thực hiện được cái chương trình này, thì hôm nay ta lọc từ cái ngày 12 luôn. Rồi, đầu tiên thì nhìn qua về diễn biến của thị trường thì ngày như nhận định của cái ngày hôm trước là sáng ngày 11 tháng 7. Đó là diễn biến của thị trường của chúng ta vẫn đang trong những cái vùng tích cực, và cái vùng kháng cự quan trọng đó là cái ngưỡng 1157 mà Thái Lê đã chia sẻ với các chị. 1157 thì hai hôm nay liên tiếp VN-Index chạm lên ở cái vùng 1157 thì có những cái sự rung lắc và có những cái áp lực bán. Thời điểm hiện nay áp lực bán của diễn biến của thị trường thì nó cũng không phải là điều quá bất ngờ, mà gần như hầu hết trong ngắn hạn thì ai cũng đánh giá được với cái sự hưng phấn của thị trường đang khá là cao độ. Do vậy nên là khi tăng lên ở cái những cái ngưỡng 1157 thì áp lực bán chốt lời sẽ xuất hiện. Thời điểm hiện nay hầu hết nhiều cái nhóm ngành cổ phiếu đã tăng nóng thì đang có cái xu hướng vận động và luân chuyên trong cái vấn đề về chốt lời. Như ngày hôm qua chúng ta có thể thấy diễn biến của thị trường áp lực chốt lời ở trên rất là nhiều nhóm cổ phiếu, áp lực trên rất là nhiều nhóm cổ phiếu, và ngày hôm qua cũng là ngày ghi nhận cái VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp, và thanh khoản ngày hôm qua khoảng hơn 19.000 tỷ trên cả 3 phiên. Như vậy là thanh khoản trong cái giai đoạn vừa rồi là một trong những cái điểm nhấn dành cho thị trường, tức là cái dòng tiền mới tham gia thị trường vào khá là tích cực, diễn biến từ tháng 5, tháng 6 và cả tháng 7. Với những cái dòng tiền tham gia như vậy để xảy ra những cái nhịp áp lực giảm điểm mạnh thời điểm hiện nay thì Thái Lê đánh giá là không cao. Tuy nhiên trong ngắn hạn cái việc mà điều chỉnh nó cũng là một cái điều tất yếu. Cái điểm cộng của thị trường của trong cái ngày hôm nay đó là cái Kijun nó lại tiếp tục vút lên ở sát với vùng T can quanh 1140. Do vậy nên hiện nay 1140 vẫn sẽ là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của VN-Index, và có thể VN-Index sau khi chạm về ở vùng 1140 ở đây thì tiếp tục sẽ còn có tiếp một cái nhịp kéo lên. Do vậy nếu các anh chị giao dịch nhanh T cộng, đoạn này sẽ chỉ ưu tiên T cộng, thì về ở cái vùng này thì các anh chị có thể mua để kinh doanh được T cộng. Còn lại trong cái thời gian sắp tới chúng ta cũng sẽ chú ý ở cái ngưỡng mốc 1140, mất đi cái ngưỡng này thì cái sự điều chỉnh của thị trường bắt đầu sẽ xuất hiện, và sự điều chỉnh thời điểm hiện nay có thể là chỉ về ở quanh ngưỡng 1107, 1108 mà thôi. Đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý là cái vùng hỗ trợ T can ở trên đồ thị tuần này. Rồi, do vậy nên là trong cái xu hướng thời điểm hiện nay thì việc mua đuổi khi thị trường tăng thì sẽ khá là phức tạp, mà các anh chị nên cố gắng tìm kiếm những cổ phiếu đang tích lũy nền hoặc là mới bật tăng thì cái dư địa lợi nhuận của các anh chị sẽ tốt hơn. Còn không nữa chúng ta sẽ phải kiên nhẫn để chờ đợi thêm những cái tín hiệu, và cái đoạn này thì điều chỉnh nó cũng không đáng bao nhiêu cả, khoảng tầm hơn 10 điểm là các chị đã tìm kiếm được những cái cơ hội để tham gia vào rồi. Ok, bộ lọc cũng đã có rồi. Các chị trong quá trình theo dõi đừng quên là ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP các chị nhá. Và tuyệt vời hơn nữa các chị có thể thả giúp Thái Lê một quả tim ở phần comment. Đó là một trong những cách giúp tạo ra những cái động lực rất là lớn giúp Thái Lê tiếp tục thực hiện những cái chương trình lọc cổ phiếu như buổi sáng như hiện nay. Rồi, tiếp tục chúng ta chạy sang cái bộ lọc này. Ngày hôm qua thì nhóm cổ phiếu VN30, nhóm Blue Chip đóng cửa trong sắc đỏ. Đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Nhóm này hiện nay đang ở cái ngưỡng 1146, thấp hơn VN Index là 10 điểm.
Chúng ta lưu ý là những khi mà VN30 bật được và vượt lên trên VN-Index thì cho thấy là cái dòng tiền tham gia vào các cái nhóm vốn hóa lớn nó sẽ tốt hơn và mạnh hơn. Đặc biệt nhất đó là chính là những cái dòng tiền lớn, những dòng tiền cũ quay trở lại với thị trường. Đấy là một trong những cái tín hiệu mà nếu anh chị nhà đầu tư là mới tham gia thị trường thì chúng ta để ý cái tín hiệu đấy. Chúng ta nên nhớ khi dòng tiền cũ quay lại thị trường á, cho thấy là cái thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại một thời kỳ vàng son đấy. Rồi bây giờ chúng ta đã xong được cái bộ lọc. Bây giờ đi luôn anh chị nha. Ôi cổ phiếu gì đây? TKG lạ ha. Gần như cái tín hiệu này hôm nay thanh khoản khá là yếu nên chúng ta sẽ không tham gia VCI. VCI phải nói là một cổ phiếu chứng khoán rất là khỏe. Nếu VCI có những cái cú test trở lại ở 40 thì Thái Lê nghĩ sẽ hấp dẫn để chúng ta nghiên cứu tham gia được hơn. Ba chín năm đến 40, 396, nhưng mà thế là cách còn 5%. Nếu cách 1% này 5% thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm đi, không chờ điểm mua nhiều xa quá nó không sẽ không hấp dẫn. SBS chúng ta có thể tham gia ở cái vùng 8 này, cũng một nhóm chứng khoán nhỏ. C69 ngày hai hồi ngày hôm nay có tín hiệu rất là tốt. VSM ngày hôm qua cũng vươn lên cao này. Đông Hải Bến Tre quay trở lại đà tăng. Như vậy Đông Hải Bến Tre các anh chị có thể canh mua trở lại ở ngưỡng 41.2 DHC. 41.2. Mã này không thanh khoản. Nam Long. Nam Long đang có cái cản ở tuần ở đây thì gần như các chị mua ở đây cũng được đối với Nam Long, tuy nhiên nhìn cái độ thoáng này nó chạy thì không cao nên là thôi chúng ta tìm kiếm những mã tiếp theo. Hôm nay nhiều mã tín hiệu toàn những mã thanh khoản thấp là sao ta? Đạt Phương có tín hiệu cũng tốt này. Về được vùng 34 thì đẹp ha. Đạt Phương 34. DPR Đồng Phú. DVG. Ok, DVG nếu mà kinh doanh thì chúng ta có thể kinh doanh được luôn ở cái vùng này luôn ạ. Một cổ phiếu của Penny DVG giá 4 luôn, thế là coi như giá hiện nay luôn đó các chị. Các chị nhớ đó là cổ phiếu Penny nhé. Cảng Đoan Xá, Đoan Xá kinh doanh ở ngay cái vùng 12.4 cũng được các chị này.
DXP 12.4. TTF. Ồ, ra rất là nhiều cổ phiếu penny luôn á các anh chị này. Kinh doanh ở vùng 5.4. Vậy đã bắt đầu đến trào lưu của cổ phiếu penny chăng? Ôi, cả TSC nữa. À, các chị thấy kỳ diệu không? Cả một lọc ra một dãy là penny, có tín hiệu luôn. Chấm 75 TSC. Hôm nay hay thật đấy. À, nhiều mã cổ phiếu penny luôn. KHG cũng vậy này. 6.25. KHG mà lọc sáng hôm ngày hôm qua là ra tín hiệu đây anh chị. Anh chị quan tâm về cái công cụ ITP thì chúng ta có thể đăng ký theo cái đường link ở dưới video này để tham gia vào chương trình, có một cái chương trình đào tạo vào cuối tháng này vào ngày 26 tháng 7. Các chị có thể join vào để xem các cái chính sách ưu đãi, đăng ký sớm các anh chị nha. Hỗ trợ MSB 12.7. Mười ba chấm tám, 13.75, 13.8. Nếu các chị sử dụng công cụ ITP thì thời điểm hiện nay có rất là nhiều cổ phiếu có cái mô hình giống như cổ phiếu VCI này vậy. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu penny vừa rồi. BSI cũng là cổ phiếu mà thầy Lê Đê cho rằng rất là tích cực trong cái thời gian này. À, bộ lọc này toàn là không có thanh khoản. Thật thật. ACV ngày hôm qua lại tăng ác 4.4%. Khó, quá khó để tham gia nha. Sell ngày hôm qua áp lực bán cũng mạnh. Sau cái chuyến Vân Đồn đưa ra thông tin thì sell gần như vô cùng là khó khăn. Chứng khoán Hòa Bình hôm qua tăng 10%. Nói là hiếm có những cổ phiếu nào tăng mạnh giống như đấy. Đây cả chứng khoán Wetawana này. Ồ, mã này hơi bị lạ đây. Thanh khoản không có nhưng mà là cũng tăng mạnh. Mía đường tăng. Ồ, VGG ngày hôm qua lại tiếp tục tăng
rất là tốt, là 10% nữa này. VLC, chúng ta hình như VLC có tín hiệu của ngày hôm kia đúng không? Đó. VLC hôm kia chúng ta còn mua hơi bị hớ à. 16.9 17.1. Ồ, cái này nó chưa 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 kết hợp giá đúng không? Đấy, nên chúc mừng anh chị, chúng ta đã có mức lợi nhuận khoảng 8-9% rồi. VTO. Như vậy là tổng kết lại diễn biến của thị trường ngày hôm nay trong cái chương trình lọc cổ phiếu cũng cho ra khá là nhiều mã cổ phiếu anh chị này. Cho ra khá là nhiều mã cổ phiếu. Nhìn chung qua thì hầu hết các cổ phiếu nhóm penny chiếm tỷ trọng, chiếm số lượng nhiều hơn. À, chiếm nhiều hơn. Ok, như vậy thì hy vọng là cái chương trình lọc cổ phiếu này sẽ giúp ích được anh chị phần nào trong cái quá trình tìm kiếm và lựa chọn những cơ hội đầu tư. À, và xét về diễn biến thị trường thì chúng ta lưu ý ở quanh 1155 đến 1157 thì đang có áp lực bán. Nếu anh chị kinh doanh lướt ngắn T cộng thì anh chị có thể là kinh doanh trở lại ở cái vùng hỗ trợ 1040. À, và giai đoạn hiện nay là trong những giai đoạn mà thị trường đang có những cái nước rút trong ngắn hạn, các anh chị lưu ý tránh cái việc là mua đuổi, mua hưng phấn. Diễn biến của thị trường dẫu có xảy ra những cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta nên nhớ có hai mốc ngắn hạn, đó là 1140 và sâu hơn đó chính là cái vùng 1110. À, và khi đặc biệt là 1110 thì có lẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng rồi, sau đó nó sẽ nhanh chóng có lực cầu hấp thụ lại và tiếp tục vươn lên ở cái vùng 1200 các chị nha. Và rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái chương trình lọc cổ phiếu ngày hôm nay. Chúc anh chị có một ngày mới giao dịch thành công và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai ạ.